Ban chỉ đạo 24 huyện An Phú tri trả trợ cấp một lần theo quyết định số 49 mươi 142 và 290 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với nhân công quả tuyến quân dân tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thoa diệt. Quân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã xuất ngũ về địa phương nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và nhà nước. Tại đợt chi trả này, quyền An Phú có 222 người được hưởng theo quyết định 49 sắp 2 142 290 của Thủ tướng Chính phủ, chế tổng số tiền chi trả hơn 587 triệu đồng. Sau khi nhận chế độ trợ cấp một lần, các đối tượng thụ hưởng còn được hướng dẫn các thủ tục làm thẻ bảo hiểm y tế. Việc chi trả trợ cấp một lần cho các đối tượng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ thể hiện sự quan tâm của đảng, nhà nước đối với người có công, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên ban chỉ đạo 24 huyện An Phú đã chia thành 6 đợt chi trả. Các ban chỉ huy quân sự xã, thị trấn nhằm đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.